chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Hòa Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in nhãn cầm tay của hãng Brother, có model đó là D210. Thì trong cuộc sống hàng ngày mình cần đánh dấu, phân loại hoặc là định danh lên những cái thiết bị hoặc là những cái vật dụng xung quanh mình thì mình có thể là sử dụng nó để in ấn. Thì đây là cái mục đích chính của nó. Ví dụ như là mình có thể là in ấn để mà dán lên, định danh lên những cái tệp hồ sơ hoặc là những chai gò hoặc những dây cáp điện hoặc là đấu tụ điện này kia, mình có thể là dán in lên hoặc có bất kỳ những cái vật dụng nào mà mình muốn định danh để có thể là dễ nhớ, mọi người không nhầm lẫn, thì mình có thể là sử dụng chiếc máy Brother D210 này, mình có thể in lên. Thì bây giờ các bạn hãy cùng em lập hộp cũng như là khám phá về cái cách vận hành của chiếc máy này. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây là hình dáng của chiếc máy này à, mình chưa có lập hộp á. Đầu tiên nhìn thì phía bên ngoài nha, đây là hình dáng của chiếc máy Brother D210. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong chiếc máy đi kèm những cái gì. Thì chiếc máy này mình vừa lấy ở bên Brother về luôn ha. Đây, sẽ mở ra cho mọi người xem ha. Đây, đầu tiên đây mọi người có thể thấy là mình sẽ có cái phiếu bảo hành của hãng Brother khi mà mình mua máy ha, có số serial number với tên máy này kia. Đây là phiếu bảo hành của trung tâm của Brother nha. Rồi tiếp theo đây là chiếc máy phía bên trong, những cái phụ kiện bên ngoài em sẽ giới thiệu trước ha mọi người. Đây là một cái cuộn nhạc, nhạc đây là nhạc sample, nhạc mẫu á, để cho mình có thể là test. Còn nếu mà mình muốn mua thì mình sẽ mua cái nhạc Brother sau. Đây phía dưới này đây là có một quyển sổ hướng dẫn sử dụng. À, trong này hướng dẫn khá là chi tiết nha mọi người. Đây mọi người có thể xem. Trong này em sẽ lướt qua thôi ha. Trong này nó sẽ chỉ dành những cái bàn phím có chức năng hay là có gì đó trong này. Rồi cách hướng dẫn là lắp đặt này, này kia này, cách hướng dẫn vận hành. Thì trong này nó hướng dẫn khá là chi tiết là in như thế nào, hoặc là chọn những cái biểu tượng, hoặc chọn những cái icon nó như thế nào, lắp như thế nào, hoặc là có những cái biểu tượng này, những biểu tượng gì có ở trong này. Nó có rất là nhiều nó hướng dẫn này. Những cái kiểu in này, ngôi sao, in trái tim, quả táo gì đó, hình tròn, hình vuông, nhiều cái kiểu in rất là đặc biệt. Mình có thể là sử dụng cái này để mình xem, để mình biết cách hướng dẫn sử dụng ha, khá là đơn giản. Rồi tiếp theo đây là một cái quyển sổ, đây là cái bảng màu, hiểu là cái bảng mà cái về cái nhạc này. Thì đây máy này sử dụng nhạc TSM của Brother nha mọi người, rất là thông dụng ha. Kích thước nó có thể sử dụng là từ 3,5mm đến 12mm nha mọi người, maximum là 12mm đối với dòng nhãn Brother này. Thì đây trong này là những cái mạ nhãn mà mình có thể chọn màu đen, nền đen, màu trắng, hoặc là nền đỏ, màu đen, nền xanh hay nền vàng hay là gì đó. Mình có thể chọn cái này để chọn đúng cái mạ của Brother để mình có thể đặt đúng theo yêu cầu của mọi người. Đây như này em có giới thiệu thì đây là ứng dụng của nó. Trong nhà thì mình dán lên những chai hũ hoặc là những quyển sổ lưu niệm, kỷ niệm, hoặc là những cái hộp gì đó để mình phân loại để cho người thân hoặc là mình không bị quên, không bị nhầm lẫn. Đấy, còn ví dụ như trong vườn là dán lên những cái chậu hoặc là những cái ký hiệu của những chậu hoa gì đó để mình có thể đánh dấu. Đấy, trong văn phòng này, office thì mình có thể là dán lên những tệp hồ sơ, băng đĩa hoặc là những cái tray keo đồ hoặc là những cái kệ để mình bỏ đồ tài liệu để không bị nhầm lẫn ở trong này ha, và nó sẽ gọn gàng và sẽ đẹp trong này. Rồi còn đĩa này là trong cái thông dụng cuộc sống hàng ngày của mình là để dán lên những cái hộp quà, dây đeo băng hoặc những vài áo quần. Thì đây là ứng dụng của nó nha mọi người. Nếu mọi người có cần tiếp thì dán, nó có thể dán lên bất kỳ những cái vật dụng nào ha. Tiếp theo mọi người có thể xem đây cái nhân vật chính của nó đây. Đây là cái thân máy. Mọi người nhìn em bỏ xuống đây, nhìn khá là nhỏ gọn. Phía trước này nó có đi kèm thêm là cái bàn phím để mình có thể là đánh chữ, muốn in chữ gì mình sẽ đánh chữ đó ha. Thì giống như cái máy tính của mình nè, tab này, cáp lock, shift, enter hoặc là xóa mọi cái nó kết hoặc là đổi phông chữ, nó rất là tiện lợi ha. Trong này nó có 14 phông chữ nha mọi người. Đó, mọi người có thể xem đó. Bàn phím khá là nhỏ gọn bằng cỡ tầm bàn tay của mình thôi nè. Mọi người có thể xem tông màu là màu trắng ha. Đây rất là tiện lợi. Bàn phím thì mình có thể đánh lên đây, sau đó là mình sử dụng là mình in ra luôn. Thì đây là dòng Brother, đây là dòng cầm tay nên nó có thể là sử dụng pin 3A nha. Pin 3A mình tháo là lắp pin 3A, nó sử dụng 6 viên pin 3A. Đi kèm với đó là cục sạc DC 9V. Pin 3A và cục sạc này nó không đi kèm theo cái bộ phụ kiện này. Nếu mình mua mình có thể là mua ở bên pin, mình có thể là mua ở những cái siêu thị hoặc gì đó. Còn những cái này mình có thể là mua kèm theo nha. Nó không có đính kèm, mình phải mua thêm. Rồi, thì tiếp theo em sẽ gắn thử cái quần nhạn và in thử cho mọi người xem về khả năng in ấn của nó. Thì đây là quần nhạn mẫu của hãng ha. Em sẽ lột ra và in thử luôn.
rồi lắp đặt thử cho mọi người xem cái cách lắp đặt có dễ không. Đầu tiên là em sẽ lắp vô lại, mở ra này, mọi người có thể nhìn thấy này, kéo này, nhấn giữ cái này mở ra, khá đơn giản này. Rồi, lắp vào thì mình chỉ cần là đóng lắp vào đúng cái khớp của nó này. Này, lắp vào này, coi như là lắp xong này. Rồi, tiếp theo, bên học này là để mình lắp viên pin 3A nhá. Mọi người chuẩn bị giúp em đó là 6 viên pin 3A như thế này, pin 3A nhá. Mọi người có thể là mua những cái loại tốt để mình xài cho nó lâu hết pin gì đó, mọi người có thể sử dụng ha. Giờ bây giờ em sẽ tiến hành lắp ha, lắp pin. Nó cũng có hướng dẫn về cách mình lắp đầu âm đầu dương sao cho đúng á, nên thực ra là cũng rất là tiện lợi. Đó, như vậy là em là lắp xong nhạc, còn với là lắp xong những cái viên pin. Đó, mọi người đóng lại thôi. Sau khi lắp xong thì mọi người đóng lại ha. Thì ở đây có nút nguồn nha mọi người. Thì sau khi mọi người lắp xong, mọi người mình nhấn nút nguồn để mở mở lên này. Sau khi mở lên thì mình mọi người đánh đánh chữ ở đây nha. Đây đây bàn phím đánh ở đây này. Thì hiện tại thì cái chiếc máy này nó hỗ trợ là tới 20 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, hay tiếng Tây Ban Nha, với nhiều nhiều rất nhiều tiếng ha. Nhưng hiện tại thì về ngôn ngữ Việt Nam thì nó chưa hỗ trợ nên mình không thể là đánh có dấu. Thì nãy em có nói là cái chiếc máy này nó có hỗ trợ tới 14 phông chữ khác nhau, nên mình có thể là vào cài đặt để mình chọn vào phông này, để mình chọn những cái phông nào mà mình ưng ý hoặc mong muốn ha. Thì để em cứ đánh một dòng chữ ba của cô để in ra cho người xem ha. Sau khi bấm xong thì cái này có nút print này, thì mình chỉ cần bấm in thôi, rồi nó hỏi cái số lượng mà muốn in bao nhiêu, một mặc là một, nếu mà muốn chọn hai ba gì đó thì chọn hai ba, ví dụ em in một cái nha. À, sau khi in liền nó ra như thế này ha. Rồi sau khi màn hình nó báo là mình cắt thì các bạn chỉ cần nhấn nút send cái này, nhấn nút send cái nhẹ nhàng cái nó cắt ra này. Đó, cô này mọi người có thể thấy không, đó rất đơn giản, rất là tiện lợi ha. Rồi sau đó thì mình có thể là mình lột cái này, lột phía sau này, sau đó là mình dán lên trên những cái tệp hồ sơ hoặc là trên những cái vật dụng bất kỳ cái gì đó ha. Tại cái chất lượng của cái nhạc này rất là tốt nha mọi người, nó có một cán bóng hay một lớp ở bên ngoài nên thành ra là không bị mưa gió và gì đó mà nước tác động gì đó nó bị trôi chữ. Đây là một trong những cái loại nhạc rất là tốt trên thị trường hiện nay của Brother, đã được cái nhiều chất liệu. Thì cái nhạc Brother này em đang in đó là 12 mm nha mọi người, thì nó có thể là lắp được có bốn sự lựa chọn cho mọi người, đó là 350 mm, 6 mm, 9 mm và 12 mm, với lại nhiều màu khác nhau, nhiều màu nền và màu chữ khác nhau. Thì mọi người có thể là sử dụng cái quyển sổ này để chọn để in theo mong muốn ha. Ví dụ như em in thêm một cái khác bằng chữ thường cho mọi người xem ha. Để em cắt lóc thì giờ em cắt cắt lóc đi. Thế giới mở phần. Em biết sai thì có thể xóa ha. Xóa lại. Đánh chữ xong rồi vào bên này, in này, chọn số đường copy này. In này thì nó chạy ra này. Đó. Đây, cái này là em đang enter xuống lúc nãy, thành ra nó in được hai hàng. Đó, mọi người có thể thấy không? Thằng trên thằng dưới đó mình có thể in được ha, đó, mọi người có thể thấy ha, rất tiện lợi. Còn cái phông chữ đồ là cái gì đó thì mọi người có thể đổi ha, vào chọn phông rồi mình có thể đổi khác nhau. Thì đây mọi người có thể đánh giá thì cái nét chữ của nó thì cũng tương đối là đẹp, nó khá giống như cái văn bản in bình thường của mình, cũng không quá là nổi bật nhưng cũng rất là rõ ràng và dễ nhìn. Đấy, mình có thể là in đồng in gì đó thì mình có thể chọn phông. Thì kèm với đó chiếc máy này nó này em có cho mọi người xem thì nó có hỗ trợ lên tới là 617 symbol là ký tự ký hiệu á, thì mình có thể là sử dụng những cái symbol đó để mình đánh dấu ha, để mình in. Thì đó là cái khả năng in ấn của cái dòng máy này. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cũng như là in ấn cho mọi người xem về cái khả năng hoạt động vận hành của cái dòng máy Brother D210 này. Thì nếu như mọi người có thắc mắc về những dòng máy của Brother thì hoặc là về những cái tem nhãn của Brother, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.